Chào các bạn, bây giờ ta xem cách xử lý cành cây mít để lấy chồi ghép. Và cây mít cần xử lý bây giờ là cây mít thái chăn gai, hoặc là còn có tên khác là mít thái siêu sớm. Và tại sao để phải xử lý cành mít? Thì nếu như ta cắt chồi mít ở trên cây xuống để ghép ngay thì tỷ lệ thành công nó không cao. Còn bây giờ mà nếu như ta có xử lý thì tỷ lệ thành công sau khi ghép nó sẽ cao hơn. Và để xử lý thì cái cây mít mà ta lấy chồi ghép phải cách ly phân trong vòng khoảng 20 ngày đến 1 tháng. Nghĩa là trước khi xử lý thì ta không bón phân trong vòng 20 ngày. Và bây giờ ta chọn một cái cành để xử lý. Những cành ta chọn để xử lý là những cái cành mà nó nằm phía bên ngoài, nó hướng ra ánh nắng và nó có lá già, xanh đẹp. Đó, như ta chọn cành này. Và để xử lý thì đơn giản thôi, ta khắc một vòng vỏ ở dưới cái cành mà ta cần lấy. Thì bây giờ ta xem cách xử lý. Dùng dao, dao gì cũng được, hoặc là dùng kéo. Móng tay bu đi được rồi. Đó, như thế là ta đã xử lý xong cái cành mít này. Và sau khi xử lý khoảng 10 ngày sau cho đến 20 ngày, trong khoảng đó thì ta bắt đầu để lấy chồi ghép. Những cái cành ta cắt là những cái cành phía ngoài này. Còn cái vị trí ta vừa cắt da thì nó ở đây. Và những cái phần lấy là cái phần tay tôi nắm ở đây. Bây giờ tôi lấy ví dụ thử luôn nha. Đây là cái cành ngay tay thôi. Đó, cái cành này. Nhưng mà không phải là lấy ngay bây giờ. Cái này là tôi chỉ ví dụ thôi. Thí dụ như cành này sau 15 ngày sau khi khất già thì bây giờ lấy, và để lấy thì ta cắt bỏ những cái lá, rồi dùng kéo. Bây giờ tôi đang dùng không có kéo. Đó, và đây là một cái cành mít dùng để làm chậu ghép.